Kính thưa quý khán giả, năm 2021, đại dịch COVID-19 đã làm ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội, thì các doanh nghiệp cũng là một cái lực lượng mà chịu tác động không nhỏ bởi đại dịch này. Hôm nay, kính mời quý khán giả cùng lắng nghe các doanh nghiệp chia sẻ những khó khăn mà họ đã gặp phải trong năm qua và họ đã vượt qua nó như thế nào. Trong năm 2021 thì doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng rất là khó khăn. Cái khó khăn thứ nhất là do nơi dịch như vậy đó thì nhiều doanh nghiệp không có hoạt động được. Mà không hoạt động được thì không có doanh thu. Hoặc có hoạt động cầm chừng thì giảm doanh thu rất là nhiều. Thì trong số đó thì doanh nghiệp mất luôn thị trường, rồi đứt gãy của chuỗi cung ứng, rồi nợ tới hạn không có trả được. Cái khó khăn mà tụi chị gặp phải là cái đối với cái lực lượng giáo viên, như cán bộ công nhân viên của mình á, thì người ta không đi làm được, thì ở phía bên hội đồng quản trị cũng hỗ trợ về lương. Thì tụi chị gặp rất là nhiều khó khăn, tại vì dịch từ tháng 5, dừng hoạt động từ 13 tháng 5 tới giờ, thì hầu hết các tháng tụi chị phải trả lương, thì cái nguồn quỹ của tụi chị cũng đã hết. Do cái ảnh hưởng của dịch á, thì trong năm 2021, thì cái hợp tác xã 83 farm trên địa bàn Cù Lao Dung thì bị ảnh hưởng khó khăn vì cái khâu vận chuyển, cái thứ nhất. Cái thứ hai là do cái mà phương tiện dụng cụ đóng gói, cái dụng cụ đó đóng gói thì không có mua được. Thì cái thứ ba nữa là do cái lao động không có chủ động được, chỉ thu hoạch được một số, còn một số thì nó để rụng. Cũng như các doanh nghiệp khác, sao ta phải tổ chức sản xuất ba tại chỗ. Nên khi sản xuất ba tại chỗ đó, thì chúng tôi cũng gặp là không ít khó khăn. Từ đó chỉ có thể là có đủ cái điều kiện để tổ chức khoảng 1/3 lao động của mình. Như vậy cái khó đầu tiên là chúng tôi đã gây ra hụt hẫng là cái dây chuyền sản xuất nó không được đồng bộ. Cái thứ hai nữa là trong quá trình là tổ chức sản xuất đó, chúng tôi phải bảo đảm an toàn mới sản xuất. Như vậy đó, nó gây thêm một cái là khó khăn, đó là chúng tôi phải bảo đảm là nâng cái tầm soát y tế người lao động để kịp thời bóc tách những cái ca mà bị nhiễm ra khỏi tập thể. Thì tất cả những cái chi phí đó nó làm cho cái hoạt động của 6 tháng đầu năm nói chung là khó khăn, nhưng mà khó khăn tập trung ở quý 3 thôi. Ở quý 4 đó, sau khi có chính sách mới, nhất là sau khi có nghị quyết 128 của chính phủ đó, hoạt động của doanh nghiệp là nó đã khởi sắc hơn. Thì cái tiến trình này nó kéo dài đó, thì thật ra là doanh nghiệp của Sao Ta nói riêng và cộng đồng doanh nghiệp tôm của tỉnh Sóc Trăng nói chung không thụ động, vẫn hết sức là năng động, vẫn hết sức tìm mọi giải pháp để chủ động tổ chức sản xuất, duy trì được hoạt động. Và cơ bản tới giai đoạn này đó, phải nói rằng là ngành tôm Sóc Trăng đã vượt qua cái khó khăn. Cái khó khăn này là không phải là các cộng đồng doanh nghiệp ở tỉnh nào cũng đạt được. Nhưng mà chỉ riêng Sóc Trăng, nó đã vượt qua được. Nó thể hiện cái gì? Thể hiện ở chỗ đó là năm 2021 này đó, sản lượng tôm nuôi của Sóc Trăng đó là lần đầu tiên dẫn đầu cả nước, vượt qua luôn cái mỏ tôm Cà Mau. Và Sóc Trăng cũng là địa phương đầu tiên đạt kim ngạch xuất khẩu tôm trên 1 tỷ đô la. Mà cái mục tiêu này đó là rất là nhiều tỉnh rất là ham muốn, nhưng mà cuối cùng rồi đó là Sóc Trăng đã đi trước. Và qua đây thì các doanh nghiệp cũng đã đặt ra những cái mong muốn, những cái kỳ vọng để trong năm tới cái hoạt động sản xuất kinh doanh của họ được phát triển và ổn định hơn. Thì chị mong muốn rằng là nhà nước có chương trình hỗ trợ để doanh nghiệp mình có thể vay với cái điều kiện lãi suất tương đối, để tụi chị có thể hỗ trợ được cho nhân viên của mình. Với lại các cái một số tỉnh, ví dụ chẳng hạn tỉnh Quảng Nam, theo chị thấy người ta vẫn cho tiến hành hoạt động với cái mức học sinh vừa phải cho phép thì cũng ổn. Chứ nếu không thì tình hình hiện giờ thì phụ huynh cũng hỏi suốt, mà không gửi được thì họ sẽ cũng tạo ra những cái nhóm rất là nhỏ để người ta gửi, thì cũng ảnh hưởng không tốt đến trẻ. Sắp tới thì muốn là chính quyền địa phương, thứ nhất là tạo điều kiện để tập huấn cho hợp tác xã biết thêm nhiều kỹ thuật để chủ động thích nghi dịch để trong thuận lợi trong sản xuất.
hiện nay đó, và thời gian sắp tới nữa làm sao mà để mình có thể phục hồi sản xuất rồi mình phát triển và mình tiếp tục là đi lên được đó, thì cái đấy là cái rất là băn khoăn. Một số những dự án mà đấu thầu gần đây mà mình có tham gia đó, thì cái chủ trương mời thầu là không có điều chỉnh giá. Cái này rất là khó cho doanh nghiệp. Đứng trước một cái chuyện là phải ký hợp đồng hay không là một cái suy nghĩ rất là đau đầu. Nếu không ký có nghĩa là tiếp tục không có việc làm nữa, thì lấy cái gì nuôi quân, nuôi tướng, lấy gì duy trì doanh nghiệp. Nhưng nếu ký nữa thì cái rủi ro này rất là lớn. Nếu mà được thì chính phủ, nhà nước có cái chính sách giá như thế nào cho nó phù hợp. Mong muốn của doanh nghiệp làm sao mà sắp tới Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cố gắng là giãn thêm cái thời gian trả nợ để cho ngân hàng, cho doanh nghiệp có thể là duy trì được hoạt động tốt hơn. Các cái chính sách của nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp bằng cơ chế chính sách để doanh nghiệp có thể trụ lại được. Thì chứng tỏ là trong thời gian vừa qua thì tỉnh Sóc Trăng của mình quan tâm rất là nhiều. Và số doanh nghiệp dừng hoạt động thấp, rồi với số doanh nghiệp mà tạm ngưng hoạt động cũng thấp. Tức là họ chờ đợi để có cơ hội để hoạt động trở lại. Cho nên kỳ vọng của doanh nghiệp là các chính sách khôi phục thật tốt để làm sao doanh nghiệp và hợp tác xã có thể duy trì hoạt động. Kính thưa quý khán giả, năm 2022 mở ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến hết sức khó lường, nó giúp cho các doanh nghiệp sẽ có cái cơ hội cũng như là các cái thách thức và cái sự chủ động thích ứng linh hoạt của các doanh nghiệp. Hy vọng trong năm 2022, hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ trở lại bình thường, ổn định.